Xin chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu hai bài thực hành như sau. Đầu tiên, đối với bài số 24, thực hành tiểu hoa trang trí món ăn từ một số loại củ, quả, rau. Các em sẽ tự tìm hiểu và làm tại nhà các sản phẩm như sau. Tiểu hoa huệ trắng từ hành lá. Tiểu hoa huệ tây từ quả ớt. Tiểu một lá và ba lá từ dưa leo. Dưa leo có tên gọi khác là dưa chuột. Tiểu hoa mai, hoa sao nhái từ cà rốt. Tiểu hoa hồng từ cà chua và cải thìa. Dựa vào sự hướng dẫn trong sách giáo khoa trang 116 đến 120, hoặc các em có thể lên YouTube, lên mạng, các em tìm hiểu các video hướng dẫn làm tại nhà. Sau khi các em làm xong các sản phẩm đó thì các em sẽ trình bày các sản phẩm mà các em đã làm để trang trí món ăn cho bài số 19, thực hành trộn dầu giấm rau xà lách. Đầu tiên, để làm được món rau xà lách trộn dầu giấm thì các em cần có những nguyên liệu như sau. Em cần có 200g xà lách, 300g hành tây, 100g cà chua. Đối với gia vị thì các em cần có 1 bát sắm, 3 thìa súp đường, 1 phần 2 thìa cà phê muối, 1 phần 2 thìa cà phê tiêu, 1 thìa súp dầu ăn và 1 thìa cà phê tỏi phi vàng. Đối với tỏi phi vàng thì một số bạn sẽ không ăn được thì các em có thể bỏ qua luôn cái phần gia vị này cũng được. Tiếp theo, ta sẽ qua giai đoạn thứ hai, đó là quy trình thực hiện. Để làm được món này thì đầu tiên giai đoạn chuẩn bị thì các em phải cùng chuẩn bị cho cô, đó là nguyên liệu salad. Sau khi các em mua salad về, các em sẽ nhặt, các em sẽ loại bỏ các lá sâu, lá hư. Sau khi đã nhặt xong thì các em sẽ đem salad đi rửa sạch để loại bỏ các tạp chất. Ngoài rửa với nước lạnh thì các em sẽ ngâm sơ qua với nước muối độ khoảng từ 5 cho đến 10 phút và các em sẽ rửa lại thêm một lần với nước sạch, nước lạnh. Sau đó các em sẽ vắt lên để ráo. Xà lách có hai loại các em thường thấy trên thị trường, đó là xà lách búp và xà lách dài. Xà lách búp một số người sẽ gọi là xà lách tròn. Do đó các em thích ăn loại xà lách nào thì các em mua loại xà lách đó. Đối với xà lách trộn nhiều giấm, thông thường người ta sẽ mua nhiều nhất đó là xà lách búp, vì trong xà lách búp nó sẽ có độ giòn, ăn nó sẽ ngon hơn. Lưu ý khi các em chọn xà lách thì các em phải chọn những loại to bản, dày, giòn và lá xoăn để khi các em trình bày và các em trộn nhìn nó sẽ đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Tiếp theo đó là hành tây. Sau khi mua hành tây về, các em sẽ lột vỏ. Các em lột vỏ xong, các em sẽ rửa sơ qua với nước sạch. Sau khi rửa sơ qua, đối với những bạn không thích ăn hành tây thì các em sẽ cắt hành tây theo những lát mỏng, khoanh tròn. Còn đối với những bạn thích ăn hành tây và biết ăn hành tây thì các em có thể cắt những lát dài, khoanh tròn cũng được. Hoặc những bạn nào không thích khoanh tròn thì các em có thể cắt một nửa khoanh tròn cũng được. Sau khi cắt hành tây xong, các em sẽ ngâm với hỗn hợp giấm và đường. Để giảm bớt mùi hăng của hành tây nhiều, các em sẽ ngâm giấm đường qua đêm. Khi các em ngâm hành tây với giấm đường qua đêm thì nó sẽ làm mùi hăng của hành tây giảm đi đáng kể. Tương tự đó, thì cà chua. Sau khi mua chua về, các em cắt cuốn và rửa sạch. Các em cũng sẽ cắt cà chua theo những lát tròn hoặc 1 phần 2 vòng tròn. Đối với cà chua bi thì các em chỉ cắt làm đôi theo chiều dọc mà thôi. Vì quả cà chua bi nhỏ thì các em không cần cắt làm tư hay cắt khoanh tròn nữa, mà các em chỉ bổ theo chiều dọc của cà chua bi. Các em không để cà bi nguyên trái vô trộn vì khi đó nó sẽ lâu ngấm gia vị.
Tương tự với hành tây thì cà chua các em cũng sẽ ngâm với hỗn hợp giấm đường. Nhưng lưu ý cà chua các em chỉ ngâm hỗn hợp giấm đường trước khi ăn khoảng 2 đến 30 phút để cho nó ngấm gia vị thôi. Vì khi các em ngâm cà chua với giấm đường quá lâu, nó sẽ làm cho cà chua mình bị nát, bị bở và bị dặm, ăn sẽ không còn ngon nữa. Lưu ý khi các em chọn cà chua thì các em phải chọn những loại cà chua vừa chín đỏ, không chọn những quả cà chua bị dập hoặc những quả cà chua còn xanh. Các em sẽ chọn những quả cà chua ít hột, dày cùi. Cái phần mũi tên màu đen là phần dày cùi. Tiếp theo, đối với nguyên liệu động vật, nếu bạn nào muốn sử dụng động vật trong bài rau salad trộn nhiều giấm để cho món ăn mình ngon ngon thêm và nhiều chất dinh dưỡng hơn, thì các em có thể sơ chế động vật trước và để riêng ra một bên một xíu. Mình trình bày thì mình sẽ để lên những động vật đó lên trình bày, như là thịt bò thì các em sẽ xào trước, hoặc các em sử dụng trứng luộc hoặc tôm luộc thì các em cũng sẽ làm trước và các em sẽ tách riêng ra. Sau khi bước cuối cùng trình bày thì các em mới đem hỗn hợp động vật đó các em lên trình bày để cho món ăn mình thêm bắt mắt và thêm đẹp. Tiếp theo, đối với bài số 24 thì các em sẽ chọn 1 đến 2 sản phẩm. Các em trình bày cho món ăn của mình thêm phần đẹp, hấp dẫn. Thì sau khi các em tỉa xong thì các em sẽ lấy sản phẩm đó, các em trụng sơ qua với nước sôi để cho sản phẩm đó chín tới. Các em không để sản phẩm khi mà các em tỉa xong còn sống để lên trình bày, vì trong quá trình mình tỉa thì mình sẽ sử dụng tay thì nó sẽ lưu trữ những vi khuẩn, hoặc khi các em để một thời gian lâu bên trong môi trường bên ngoài thì sẽ có những bụi bẩn nó bám vô thì nó sẽ không tốt ha. Thì các em sẽ trụng sơ qua với nước sôi và sau đó khi trụng xong thì các em sẽ đậy lại hoặc các em bỏ vô hộp. Khi nào tới bước cuối cùng trình bày thì các em mới đem sản phẩm đó ra, các em để trình bày lên. Và sau khi trình bày xong thì các em có thể ăn luôn sản phẩm của mình tỉa bài số 24 cũng được. Các em nhớ không để thực phẩm sống lên ha. Tiếp theo, chúng ta sẽ qua giai đoạn chế biến. Đầu tiên thì các em sẽ làm nước trộn nhào giấm. Đầu tiên các em sẽ cho 3 gia vị màu đỏ, chữ màu đỏ trên hình vào trước. Đó là 3 muỗng giấm, 1 muỗng đường và 1 phần 2 muỗng cà phê muối. Vào các em sẽ khuấy tan và các em nêm nếm. Các em nêm nếm vị đạt chuẩn là nó sẽ có vị hơi chua của giấm, hơi ngọt của đường và vị hơi mặn mặn của muối. Đối với khẩu vị của mỗi người, mỗi gia đình khác nhau thì các em có thể tăng hoặc giảm liều lượng muối, giấm, đường theo cái khẩu vị của gia đình mình hoặc của bản thân mình. Nếu bạn nào không muốn vị chua nhiều của giấm thì các em có thể giảm xuống còn 2 muỗng rưỡi giấm hoặc là 2 muỗng giấm. Hoặc các em muốn ăn vị chua nhiều thì các em có thể tăng lượng giấm lên là 4 muỗng hay là 3 muỗng rưỡi gì đó. Các em lưu ý đối với phần tỏi phi vàng, nếu bạn nào cho vào thì các em chỉ phi tỏi với lượng hơi ngà vàng thôi, không để vàng sẫm. Vì khi các em phi tỏi mà vàng quá nhiều thì các em cho vào nước hỗn hợp của mình, nó sẽ làm thay đổi đi màu sắc của nước hỗn hợp của mình, cũng sẫm hơn, nó sẽ không còn đẹp mắt và không ngon miệng nữa. Và các em không cho nước dầu khi các em phi tỏi vào, vì khi dầu mà các em phi tỏi nó cũng sẽ thay đổi màu sắc của lượng dầu luôn. Vì các em đã cho một muỗng dầu ăn ban đầu vô rồi thì các em cho thêm nước của tỏi phi vô nữa thì nó sẽ làm dư lượng chất béo, thì khi các em ăn vô nó rất là béo ha. Bước cuối cùng các em sẽ cho một muỗng dầu ăn, tỏi phi vàng và 1 phần 2 muỗng tiêu vào. Các em sẽ khuấy đều, trộn đều. Sau khi làm nước trộn hỗn hợp dầu giấm xong thì các em sẽ qua giai đoạn trộn rau. Các em sẽ cho salad, cà chua, hành tây và dầu giấm vào, các em trộn. Các em lưu ý khi trộn phải là trộn đều nhẹ tay. Và đặc biệt đối với những bạn nào ăn kèm với động vật thì các em không được cho động vật vào đây trộn chung. Vì các em nhớ món trộn dầu giấm là chỉ trộn nguyên liệu thực vật, không trộn nguyên liệu động vật vào chung. Nguyên liệu động vật chỉ dùng để trang trí, trình bày mà thôi. Khi trộn các em chỉ trộn những nguyên liệu thực vật.
theo, khi các em trộn, các em không nên dùng tay trộn vì khi các em dùng tay thì sẽ dẫn đến tình trạng các em sẽ bóp nát thực phẩm, rau của mình sẽ bị nát hết hoặc bị dập hết. Các em nên lấy đũa hoặc muỗng, các em trộn. Lưu ý khi trộn, các em sẽ xóc từ dưới lên, các em trộn từ dưới lên cho đều và cho ngấm gia vị, sau đó các em mới đem đi trình bày. Đó là giai đoạn trình bày. Trình bày đơn giản và cơ bản nhất. Các em sẽ xếp salad giữa. Phía ngoài các em sẽ dùng những khoanh cà chua và các em trang trí. Bên trên thì các em sẽ dùng hành tây. Tương tự các em quan sát trên hình. Bạn sử dụng hoa hồng từ cải thìa và hoa từ cà rốt. Các bạn sử dụng hoa trang trí, các bạn đều đã luộc xong rồi. Còn trứng các bạn cũng đã sơ chế ở phần chế biến. Đây là cách trình bày thứ hai. Bạn sắp xen kẽ cà chua và hoa trang trí với nhau. Tiếp theo là salad ở giữa. Hành tây bạn ăn rất ít nên bạn chỉ cho rất ít hành tây. Và bạn sẽ trang trí bằng cà chua, hoa hồng từ cà chua. Đối với dưa leo và cà rốt thì bạn cũng đã trụng sơ qua để cho nó chín rồi. Ăn kèm với bạn đó là phần trứng luộc. Hoặc em có thể trình bày như sau. Em sẽ cho hũ salad bên ngoài và hành tây cà chua bên trong. Sau đó các em sẽ trình bày những hoa trang trí lên chính giữa. Và các động vật ăn kèm các em sẽ đi xung quanh. Đối với cà chua bi thì các em nhớ các em phải cắt ra làm đôi như thế này. Và các em cũng có thể trình bày như thế. Đối với sự phần trình bày thì các em trình bày sao miễn cho đẹp mắt và nhìn ngon miệng và có sự sáng tạo là được. Đối với yêu cầu sản phẩm thì đầu tiên là rau không bị nát, giữ được độ tươi, trơn láng. Yêu cầu thứ hai là sản phẩm khi mà các em làm xong phải có vị chua ngọt vừa ăn, thơm mùi gia vị. Yêu cầu thứ ba đó là giảm bớt mùi hăng của hành tây. Các em nhớ nha, món này quan trọng nhất là phải giảm bớt được mùi hăng của hành. Tiếp theo là các em phải trình bày sao cho đẹp mắt và sáng tạo. Đối với nguyên phụ liệu của bài này thì chỉ có 3 nguyên liệu cơ bản thôi, đó là salad, hành tây và cà chua. Còn nguyên liệu động vật, đối với bạn nào thích ăn thì các em có thể cũng tự mua và tự chế biến thêm ở ngoài cũng được. Nhưng các em lưu ý không bỏ vô khi mà các em trộn hỗn hợp rau salad nhớ. Sau khi xem xong clip này thì mỗi học sinh sẽ thực hành bài số 19 tại nhà. Đối với bài số 24 thì các em sẽ chọn từ 1 đến 2 sản phẩm để các em thực hành nhằm mục đích trình bày cho bài số 19. Khi các em làm bài số 19 tại nhà, các em lưu ý các em phải nhớ chụp lại từng bước làm theo quy trình thực hiện trên cô đã gửi. Là đầu tiên khi các em chế biến, các em chuẩn bị, các em phải cần chuẩn bị những nguyên liệu gì. Và khi các em chuẩn bị, các em sẽ chuẩn bị như thế nào thì các em sẽ chụp lại từng bước làm của các em và gửi về mail cho cô. Thời hạn làm bài này là tính 3 tuần lận từ 20 tháng 4 cho đến 10 tháng 5. Do cái đó các em có thể tham khảo trên mạng hoặc trong sách để các em có thể làm. Sau đó các em sẽ đọc trước bài số 21, tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình.